Xin chào các bạn. Trước đây mình có chia sẻ về cái bọc phân hữu cơ trên cái cây lan kiều. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem khi mình đặt cái bọc phân hữu cơ này trên chậu lan kiếm, kiểm tra xem là cái mỗi khi mà chúng ta đặt cái bọc phân ấy, chúng ta xem là nó có ảnh hưởng đến cái chậu lan, ảnh hưởng tích cực hay là tiêu cực. Thì chúng ta sẽ kiểm tra ngay cái bộ rễ. Nếu khi các bạn đặt lên mà cái bộ rễ nó xám đen và nó thui, nó hỏng thì chúng ta nên bỏ ngay cái bó phân đấy. Còn ở đây mình đang sau khi kiểm tra một vài chậu thì mình chia sẻ với các bạn tình trạng mà mình đặt cái bọc phân lên, mặc dù nó khá là to nhá. Các bạn nhìn này, nó phải to to ngang với cái bàn tay mình. Đấy, rất là to luôn. Thì chúng ta xem là cái bọc phân này có ảnh hưởng gì đến bộ rễ của cây hay không. Bác quay gần và giúp em với. Ở đây mình không dám lật nhiều, lật mạnh bởi vì có thể khả sẽ làm đứt rễ. Ví dụ như cây này là đầu rễ trắng tinh. Đấy. Ở bên dưới bọc phân không ảnh hưởng gì và có những rễ đã bò lên cả bọc phân rồi. Như vậy là mặc dù cái bọc phân hữu cơ này rất là to nhưng nó không làm sót rễ lan cây. Chúng ta sẽ kiểm tra những chậu khác nữa. Ví dụ như là cái bọc phân bên này. Đấy, thì rễ chưa lên tới nơi, chúng ta chưa thấy cái gì cả. Sang chậu này, bác quay thấp xuống một tí bởi vì lật lên sợ nó đứt. Đấy. Chúng ta cũng thấy là cái đây cái dây thít thôi mà. Đấy, cái bọc phân nó to lắm nhá. Đây ví dụ như mình cầm cái bọc này lên. Đấy, nó to như thế này cơ mà. Thì ở trong này là cái gì? Ở trong này là mình ủ M2 với phân hữu cơ viên hoặc là phân rơi. Có dư một ít cho bếp thì mình cho vào. Mặc dù nó rất là to nhưng mà nó không làm hỏng rễ cây. Kiểm tra tiếp các chậu khác. Ví dụ ở đây thì có rễ nó đang bám vào đây, để quay sang bên này vậy. Đấy, có đầu rễ đang bám lên rồi nha. Bọc này nữa. Ở đây thì rất nhiều rễ, chúng ta nhìn thấy rất là nhiều rễ nó vươn tới cái bọc phân này. Và có cả những rễ ở ngoài đang mọc hướng lên. Đấy. Nó chui cả vào trong đây rồi. Còn cái giá thể này ở đây mình tiện mình nói luôn là cái giá thể này chính là cái sơ dừa ép eco chip hay gì nhỉ, chặt vụ. Chậu tiếp theo. Đấy, chậu này thì chưa thấy rễ. Một cái chậu lan nữa. Ở đây mình cũng đặt chậu này, mình đặt tới 3 bọc phân cơ, 3 phía cơ. Thì đây là cái bó này thì rễ bắt đầu trắng cũng vươn ra và chui xuống gậm rồi này. Bên này thì chưa thấy gì. Đấy. Đằng sau cũng chưa có gì cả. Thì ba cái bọc phân này, bởi vì cái chậu lan kiếm nó khá là to, nó đến 4-5 thân cơ. Đấy, nên là mình đặt ở 3 phía và đón những cái phía mà mầm non nó đang lên. Thì đối với phân hữu cơ thì cái thời gian sử dụng là nó cũng khoảng tầm 3-4 tháng là chúng ta có thể thay. Và cái hay của phân hữu cơ là nó có thể dùng cho mọi thời kỳ sinh trưởng. Đặc biệt các bạn chú ý để ý cái tỷ lệ NPK trong cái phân hữu cơ xem là
nó phù hợp với cái giai đoạn nào nhất. Nhưng mà mình ở đây là mình cứ tầm 3 tháng là mình thay một lần. Nó không lâu như phân trì hay là phân Rinan. Còn lâu hơn thì các bạn có thể để đến 4 tháng. Bởi vì một cái mùa vụ mà người ta hướng dẫn là bón vào đầu vụ hoặc là giữa vụ hoặc năm đón hai lần ấy. Đấy là một mùa vụ của một cái cây, một cái loại cây bất kỳ nào đó. Còn ở đây lan của mình là đặc biệt là kiếm thì mình chăm quanh năm. Nếu như không muốn nó đẻ hoa, nở hoa thì mình không tăng cường lân kali thì cái phân hữu cơ này cứ tầm 3 tháng là mình thay cái bọc phân này. Thì khi đặt cái bọc phân, ví dụ khi bắt đầu đặt cái bọc phân này thì mình đã chuẩn bị để ủ cái lứa phân tiếp theo. Thì đến lúc mà mình bỏ cái lứa phân này đi thì là mình có sẵn luôn cái lứa phân mới để thay vào. Đây là cái chậu tiếp theo. Chậu này thì mình cũng kiểm tra. Wow. Đấy, thấy rất là nhiều rễ. Ôi giời, nó còn chui lên tận trên nữa này. Chui cả vào bọc phân và cái đầu rễ rất là to. Trắng tinh. Đây, đấy. Đây lại còn đang chui lên nữa này. Rất là thích. Mùa này là mùa xuân nên là mùa rễ bắt đầu phát triển lại. Nên là chúng ta kịp thời kích rễ nhanh. Đấy, để cây có thể là bổ sung ăn dinh dưỡng và phát triển. Đây là cái chậu kiếm đang có 4 thân to và 2 mầm. Thì cái bọc phân của mình này đang đón hướng của 2 cái mầm mới ra. Đấy, năm nay mình để ý chăm kiếm hơn một chút. Mình rất thích bạn Ngân là cái chậu kiếm to và các bạn đặt cái gói phân này ở cái việc đón hướng mầm lan. Nhiều khi cái đặt tùy tiện là đâm ra nó cũng lại phản tác dụng mà phí hoài cái phân đi. Và kiếm thì cái việc mà chọn hướng là cái rất quan trọng trong việc đặt phân. Đấy, đây có 2 cái mầm đang ra. Hai cái mầm đang ra và bộ rễ hướng về đằng này nó ăn cái bọc phân này sẽ là rất là tốt. Sau này khi mà chúng ta mình lưu ý là khi mà các bạn muốn bổ sung phân ấy thì không nhất thiết phải nhắc cái bọc phân này ra. Chúng ta có thể đặt sang bên cạnh hoặc là đặt trồng lên trên, tốt nhất là đặt sang bên cạnh đi. Để rồi kích rễ, bộ rễ nó lan tỏa ra thì nó cũng ăn được hết. Còn nếu như mà chúng ta dứt đi thì sợ là lại dứt vào ảnh hưởng đến cái bộ rễ, bởi vì rễ nó chui vào trong. Đấy. Rồi sau này khi mà tách chậu thay chậu thì cái việc chúng ta bỏ cái gói phân cũ đi thì là rất là đơn giản. Chứ còn nếu như mà cây vẫn đang phát triển mà trong chậu thì mà chúng ta dứt nó ra thì cũng hơi là băn khoăn, bởi vì nó sẽ coi như đứt cái chùm rễ đó. Mặt chậu còn rất nhiều vị trí. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha. Bye bye.